Hello, xin chào quý chị và các bạn đã quay lại với kênh Bảo Châu Aquarium. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với bạn đây là bèo Nhật nha các bạn. Mình vớt bèo Nhật ra ngoài để mình trồng cây thủy sinh vô trong cái chậu xi măng của mình nha. Đây là cây nhíp nè. Cái nhíp để mình trồng nè các bạn. Thì đây cái bèo của mình nè. Đây là bèo Nhật của mình rất là tốt nè. Tốt. Cây rất là bự nha các bạn. Vừa to lắm. Rất là to nha. Đây. Mình để khoảng đây các bạn. 4 ngón tay của mình nè, đó, cái bèo của mình nè. Rất là to nha. Thì mình bây giờ mình đã vớt bớt ra để mình trồng cây thủy sinh vô trong cái bể của mình nè. Đây nó có bèo tắm, bèo cám này các bạn. Thì đây mình vừa trồng số cây thủy sinh vô trong cái bể của mình nha. Mình vừa cái kèm ra trước. Ok. Thì mình đã vớt ra ngoài này nha các bạn. Đây, đây là cây bạch ốc siêu đỏ lá cạn này, thì để tí mình dâm thêm vô trong cái bể mình này. Do cái bèo Nhật nó phát triển rất là nhanh nó rất là tốt nha các bạn. Thì mình vớt ra ngoài này, mình vớt mình bể trong cái chậu này, này. Thì nhiều lúc anh em cần thì không có, nhưng mà mình nó lên rất là nhiều nha các bạn. Bèo cây mình thấy rất là to hẳn rồi luôn á. Thì cái này mình cũng không biết làm cái gì. Ở Sài Gòn thì một cây nhiều thì cũng bán cũng được 1-2 ngàn một cây nha các bạn. Còn bây giờ là mình đem cho gà ăn nha các bạn. Gà của mình rất là thích ăn bèo này. Cây nè rễ rất là dài nha các bạn, cũng rất là tốt nha. Đây mình ghim xuống đây, đây mình trồng cây tiêu thảo lá nước nè. Tí mình sẽ lấy vợt mình vớt ra các bạn. Đây, hôm nay mình cũng có trồng cái bể xi măng, cái bể kính của mình nè, bể thủy sinh nè. Cái này mình cũng trồng, đây là một số cây thị cúc nè, lá cạn bây giờ nó thành lá nước nè, lá nước nó có hình giống như cây liễu á. Còn đây là cây vải ốc siêu đỏ nó đã lên lá nước rồi nè. Bạn thấy gì không? Trong bể mình có thả tép nè, tép cảnh nè các bạn. Đây là bể của mình, bể kính nha, bể kính mình để ngoài trời nha các bạn. Đây mình cũng vừa ương nè. Mình ương thêm mấy cây thủy sinh nè, đó, vải ốc siêu đỏ nó cạn nè các bạn. Này là lá nước nè. Mình trồng ở đây. Mình đây là những cây gì, cây xem xét nè. Các bạn thấy không? Bây giờ mình vớt bèo này mình đem ra cho gà ăn. Bây giờ cuối tuần là mình ở quê nên mình cũng không có xe lại cho anh em được, nên là mình tạm thời mình đem cái gà ăn thôi đó. Mình trồng cây thủy sinh thì mình không thể nào để nhiều bèo như thế này các bạn, mình chỉ để vài cái để làm cảnh thôi đó. Còn như mình sẽ vớt ra hết nha. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha mọi người. Thank you for watching, don't forget to subscribe, like, share, comment for more video. Gò má này. Đấy không? Vừa mình đây. Cái mình đi trước mình dọn ra. Chụp một đống luôn. Thì đây mình tí mình tiện mấy cái này vô mình trồng trong kia nha các bạn. Đó. Đây mình cũng mới ương nè. Đó. Bèo Nhật mình cũng bỏ trong đây nè, nó lên nè, bỏ vài cái thôi. Hồi trước mình thả bèo Nhật không rồi. Đây nè, vài ốc siêu đỏ lá cạn của mình nè. Trời mưa nên nước nó nhiều á. Đây nè, trời mưa mới tạnh đây các bạn. Trong đây mình cũng bể này nha, cũng trồng cây thủy sinh trong này nè. Đây cũng bèo Nhật nữa nè, rất là nhiều nha. Bèo Nhật của mình rất là nhiều bèo Nhật. Cây của mình này. Này bể xi măng mình trồng ngoài bằng đất bùn ngoài ao nè. Còn cái khế mình, cái khế mini nè. Trước mình quay video trước mình chia sẻ nè, cây khế này nó trái nó bự nè. Đó. Bạn thấy không? Trái rất là to rồi. Vài bữa là có khế nấu canh chua các bạn. Đây là cây khế chua nha. Đó, các bạn thấy không? Nó rất cây. Cây đâu bự đâu, nhỏ xíu thôi. Này khế ghép nha các bạn. Mình mua ở ngoài tiệm là bán cây cảnh đó, mình về mình trồng nè. Mình mới ương thêm rau má hương nè. Đó, còn đây mình thấy rêu nó mọc nữa các bạn. Các bạn thấy rêu không? Nhỏ mấy cái cỏ này, mình thấy rêu. Rêu nó lên nè, chưa biết rêu gì nha. Đó, mình thấy không? Rau má hương mình mới ương nè.
Bỏ bớt mấy cái cây này đi để cho cây nó lên nè các bạn. Các bạn thấy video hay đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha các bạn. Gốc siêu đỏ của mình nè, các bạn thấy không? Đều tắm, đều cắn, đều nhật. Mình tạm thời kết thúc video ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha.